Ok, xin chào anh em nha. Chào mừng em quay trở lại với Leo Worldbot. Và ngày hôm nay sẽ là một video xuyên suốt, xuyên quốc gia và không có bất kỳ một bạn nào tham gia review cả. Vì đây chính là vấn đề cực kỳ nóng mà nóng hổi, nóng như là hạn hán ở miền Nam chúng ta. Vâng, và rất là nhiều anh em yêu cầu đó là mình sẽ review về con robot mà biết được tặng. Nhưng mà anh em nên lưu ý cho mình đó một điều này, trên đời này không có gì gọi là miễn phí cả anh em ạ. Nếu mà nó có miễn phí thì chỉ có nước mưa với lại cước chim thôi. Chứ mà đồ miễn phí thì một á là đồ dởm, đồ cùi, hai là đồ sida, đồ hàng Trung Quốc thì nó mới miễn phí. Thế còn mà đồ free thì giống như là hai thứ mà nhiều thôi, mưa đá hay là cước chim gì đó thì nó còn miễn phí ha. Đấy. Ok. Và ngày hôm nay mình sẽ review đó là Ultimate Destrier anh em ạ. Mình sẽ so sánh, điều đầu tiên mình sẽ so sánh trước. Đây chính là ngoại hình của Ultimate Destrier nha anh em. Và mình sẽ coi thử coi anh em là như lưu ý nhớ cái ngoại hình này nha. Mình sẽ tìm xem nó chính là Destrier thường nó sẽ khác nhau ở đâu. Đâu mất tiêu rồi ta, con Destrier của tôi nó mất tiêu rồi cả. Chết rồi. Lướt nhiều quá cho nên quên mất cái ngoại hình nó luôn rồi. Từ ha, anh em bình tĩnh. Tại robot của mình đôi khi nó nhiều quá mình cũng không có, mình tìm một con nó cũng hơi cực anh em ạ. Đây. Thế chứ là Destrier bản bình thường, hình như là nhìn nó ốm ốm hơn đúng không? Đó, bản bình thường. Rồi, nhớ cái màn hình này nha. Và đây chính là bản đặc biệt. Thì cũng là sơn cái màu Ultimate lên thì nó lại kêu bằng Ultimate Destrier anh em ạ. Nhưng mà nó khác một điều đó chính là 203.000 độ bền, tốc độ di chuyển cao hơn, có thêm khiên vàng. Và đây, mình sẽ review một tí. Xem nào. Bản sửa đổi hiếm nhất của robot Destrier vượt trội hơn bản gốc mọi mặt. Đây là chiếc tích đáng nhớ nhất của bất kỳ chỉ huy nào công ty DSC. Bất kỳ vũ khí nào được lắp đặt trên robot này đều không thể bị phá hủy, tức là hai khe vũ khí của con này sẽ tồn tại vĩnh viễn nha anh em. Cho dù nó chết đi nữa thì hai khe vũ khí vẫn không thể nào bị phá hủy, đúng không? Đó, sức mạnh hệ thống phòng thủ của robot trong các trận chiến PvE được tăng thêm 50%. Úi xôi ơi, hóa ra con này chính là trùm ở trên PvE anh em ơi. Vậy là tức là bây giờ anh em lắp vũ khí vào nó đi PvE thì khỏi phải bàn. Đấy, khả năng tăng tốc và tăng lượng sát thương của nó, tăng sát thương lên đúng không? Coi nào. Tăng sát thương 2% nhưng mà mở khóa ở mức độ MK3, ở đây mình chỉ có MK2, mình chỉ có tăng tốc 10% thôi. 2% tốc sát thương thì phải lên MK3 mới được. Một khiên năng lượng đặc biệt không thể bị xuyên thủng bởi bất kỳ vũ khí nào. Phiên bản cải tiến có hình dáng tinh gọn hơn. Trang bị đề xuất Ultimate Ion, ở đây mình không có Ultimate Ion, mình sẽ trang bị đó là Orcan được không anh em? Được ha. Thì tôi thấy được là được anh em ạ, anh em không cần phải lo lắng cái gì cả. Cứ tin tưởng vào khả năng điều khiển robot cũ của tôi. Yên tâm anh em, cứ yên tâm ở mình đi, mình đảm bảo với anh em là vào trận thì chuyện đâu mà nó còn có đâu. Không có chuyện mà mình chết sớm đâu ha. Rồi, về phần nếu như mà khiên năng lượng á, mà nó khiên năng lượng hả ta? Khiên năng lượng thì thôi, đem phải ship cho chắc ăn, chắc cú. Cái gì cũng vậy anh em ạ, con robot nào nó không chắc ăn thì mình sẽ đem đó là phi ship ha. Sẽ review luôn con Destrier này xem là vào trận nó có mạnh hay không. Sơ cơ này thì con sơ cơ này nó có tăng thêm đó là 10% độ bền khiên, cho nên mình lắp vào nó cũng ổn hơn, phòng trường hợp mấy thằng bắn tỉa từ xa nó bắn vào con Destrier này á trong lúc mình đang chạy. Rồi anh em ạ, nó sơ nó là như vậy nha, tốc độ di chuyển cộng thêm 5% 65, tức là con này có thể chạy tầm là 7 mấy km/h cũng được ha. Nhưng mình lắp thêm một cái da nữa cũng được, thôi kệ đi. Còn phần con tay lái anh em nên lưu ý nha, đó là nó không có con tay lái chính thức và mình lắp bừa thôi, mình lắp bừa con này thôi đó. Zeal Summer này, vì mình mở bừa thì nó ra cái kỹ năng đó là sửa chữa đồ bền tối đa sau khi chiếm cột mốc, mình thấy nó cũng ngon ngon, mình lắp luôn ha. Thôi ngày hôm nay sẽ là video duy nhất chúng ta đi test thử đó, còn test giờ này anh em ơi. Ok, bắt đầu thôi, đợi trời nữa không biết ha. Vì là mình là người nâng cấp nó lên cấp độ MK2, cấp độ 12, cho nên là cũng phải gọi là người tiên phong trong công tác đó là review thử cho anh em xem. Hello anh em có nhìn thấy Destrier ở tôi quá đẹp trai không? Kìa, có thêm một con nữa kìa anh em. Captain Việt Nam à, đây bật kỹ năng lên coi. Ui thêm một con nữa này, vãi trưởng. Ui trời, ui con nó chạy kìa, quá đợt. Thiệt luôn. Anh em thấy nó chạy chưa? Em có thể nhìn thấy nó chạy chưa? Nó chạy phải nói là trùm luôn anh em ơi. Nó chạy kiểu này thì thôi rồi luôn rồi. Con nè, từ từ nha. Đây nè, anh em là kỹ năng nó chạy nè. Con nó chạy nè. Ui xôi ôi, nó chạy kìa.
What the hell? xịn nha anh em ơi, xịn nha. Tôi thấy cái này là xịn rồi đó. Được nha. Đúng là lần đầu tiên trong đời chúng ta sở hữu vũ khí Ultimate thì nó phải khác hẳn. Xuống hỗ trợ đam này. Ôi không được rồi, không được rồi, không được rồi, không được rồi, không được rồi. Mình đi cái lại trụ nó mất tiêu luôn trời. Đừng, trời tí xíu nó toang rồi. Cho nó chết đi. Lụm, ui giời ơi. Phải gọi là đỉnh nha, phải gọi là đỉnh nha. Đét giờ ăn được mạng luôn nha. Thấy ghê chưa anh em? Trời đất ơi. À. Thôi nạp tao mẹ được luôn, phải chuẩn thiệt. Căng vậy. Hay hay hay, được anh em ơi, được được được, tôi thích rồi đó, tôi thích rồi đó, tôi thích con đét giờ này đó, đó anh em ơi, tôi thích rồi đó, tôi thích rồi đó, ba mạng luôn, ba mạng luôn, ba mạng luôn, ui xôi ơi, quá đã quá đã đây, quá đã quá đã, được được, đáng nâng đáng nâng, đáng chơi, bốn mạng, hay, chỗ tay lần đầu tiên mà robot cụ đét giờ mà có thể đạt tới khả năng này anh em ơi, mình không thể nào tin nổi luôn ấy, tuyệt vời luôn. Tới lúc phải làm giỏi con dê này rồi. Mày hả mày? Hay. Ôi, không thể tin được anh em ạ. Gọi được con Titan ra luôn ấy. Sợ nha. Nếu mà có tay lái nữa thì phải gọi là đỉnh của job luôn á. Được anh em ơi, mình bắt đầu thích rồi đó. Mình bắt đầu thích con này rồi đó anh em ạ. Mình bắt đầu thích con boss này đó. Xịn nha. Ồ, thằng Almin này mày gan 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 đằng trời hả mày? À bay lên bắn bắn súng nó xong cái rớt xuống cái gì đúng không? Nhiều chuyện chết bây giờ đó, nhiều chuyện không? Đây này, cột đó thì mình không có tranh chấp được nhưng mà mấy cột này mình có thể tranh chấp được ha. Đâu rớt xuống đây trời đất ơi, máu tuột chưa tuột quần thế này làm sao mà đỡ nổi. Nhưng mà team thì nó dở quá anh em ơi, team thì nó thua quá. Rồi nha. Hết lửa thì tôi còn băng. Nhà tôi bán, nhà tôi là phải gọi là bán là vừa nước lạnh mà vừa nước nóng luôn. Mày sống hộ cái. Tính ra là cây trụ nhà mà tụi nó giữ không nổi luôn á ơi. Khó vậy. Em chơi kèo khó vậy. Ui, nhưng mà mình phải công nhận là mình nể đét giờ thì anh em ý là không có tay lái luôn á nha. Không có tay lái luôn á. Xịn nha. Trời ơi, lần đầu tiên tôi có vui robot Ultimate mà tôi lại vui mừng tới vậy anh em ạ. Trời đất ơi, con máu nó tuột kìa. Trời đất. Cho game chỉ cần cụ Destrier và em theo thôi là đủ rồi anh em, không cần tới cụ khác nữa. Y càng 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 từ ha. Nói chung kèo này thì bây giờ con vét quê này cũng không phải đối thủ mình đâu. Mày bật thiên lên đi, nhanh lên, đúng rồi đó, mình tiêu diệt tụi nó trước khi tụi nó đi giành lại trụ ha. Sau đó thì mình sẽ đâu rồi, định chạy hả? Định đi quanh kia hả? Không có dễ vậy đâu. Hết khiên rồi đúng không? Lô dớp lửa băng. Trời đất ơi coi kìa. Trời đất. Sống hộ cái.
Sao mà đỡ nổi hả? Sao mà đỡ nổi? Sao mà đỡ nổi hả? Ok, công nhận cụ Dead giờ xịn thiệt anh em ơi, đáng nâng nha, đáng nâng nha. Nhưng mà cái vấn đề là anh em phải có độ xịn nha, chứ mình thấy thì tốc độ di chuyển của cụ cũng khá là nhanh. Được á, chơi lâu dài, chơi lâu bền cũng được ha. Tính chạy qua đó phụ nó hả? Phụ hả? Em coi máu này nó tuột nè, trời đất ơi à. Nó chỉ thua cái bộ đó là Tonan với Fugo mà đợt mới ra chung với con Newton thôi em ạ. Trời ơi à. Rồi anh quên rồi nha, công nhận cụ Dead chơi xịn thiệt em ơi, mình phải chơi thêm mấy trận nữa mình đánh giá thêm mới được. Quá ngon, quá ngon, quá ngon, quá ngon. Công nhận lần đầu tiên trong đời tôi sở hữu con Robot Ultimate mà tôi thấy vui vậy anh em ơi. Ôi trời ơi, ăn vậy không khéo tụi nó là nó mình hack nữa chứ. À, không, anh em thấy Ultimate Dead giờ chưa anh em? Trời đất ơi, làm sao mà đỡ được đúng không? Quá trời đỉnh luôn chứ. Tiếp, tiếp anh em à, tiếp, tiếp. Mình phải chơi mấy trận nữa mình mới ngon được, phải chơi mấy trận nữa mới biết được ha. Vô luôn, vô luôn. Đâu rồi, có anh em nào cầm? Trời ơi, đây nè, đây nè, hai ba con luôn đây. Em coi nó chạy nè nha, coi nè. Ôi xôi ơi, nó chạy kìa. Ui xôi, đúng là chân ngắn mà nó chạy vù 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 luôn anh em ơi. Xôi, quá trời, quá trời, quá đỉnh, quá đỉnh, quá đỉnh, quá đỉnh. Ôi xôi, cái khiên. Dễ gì mà bắn được tao, tao là... Mày biết tao là cụ Dead trời không mà dám bắn tao hả? Giỡn hả? Giỡn không? Ê không vui nha, không vui nha, thằng nào à, nè nào bắn cụ à, giỡn mặt với cụ hả? Cụ bắt chết bây giờ đấy chứ mày giỡn không? Ôi trời ơi, có một con Fenrir vô tụi mát thảo nào. Rồi không được rồi, chạy 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 chạy, không được không được không được rồi, ẩu quá ẩu quá ẩu quá, game này ẩu quá rồi. Ui tính ra là cũng trâu hết đấy chứ, nhưng mà mình chơi hổ báo quá. Và khó 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 khó, lại có thêm con Henry này nữa chứ. Tao làm chậm kiểu này bao khó chịu luôn, thêm mấy thằng này nữa chứ. Sao mày đỡ nổi con Dragon này hả? Mình có súng lửa mình làm chậm Fenrir đó lại anh em ạ. À, nó không có quay đầu kịp mình á, mình cứ lạng 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 vòng vòng như thế này bao khó chịu luôn, nó không đỡ nổi. Khu này có vẻ khá là đông quá nhờ, mình bỏ cái trụ đó luôn á. Wow, Avalancer căng. Sao hả? Bắn lén hả? Sao hả? Bắn lén hả? Mấy bạn nên bắn lén tôi hả? Sao hả? Tính ra cái trụ này buông nãy giờ không ai thèm giành luôn ta. Thôi được rồi, mình phải đi thôi. Ưu tiên chiến thắng là trên hết ha. Đúng rồi, sẵn đi giết thằng này, sẵn đi giành trụ luôn, tiện cả đôi đường. Rồi. Trong trận này thì mình hơi hơi ẩu cho nên là cụ Dead trời chết sớm quá anh em ơi. Cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Ừ.
Làm sao mà đỡ nổi, sao mà đỡ nổi được hả? Tôi coi bạn đỡ làm sao. Tôi coi bạn đỡ làm sao. Ok anh em, trong trận 2 thì cụ chưa chưa được chơi, nhưng mà thôi kệ đi, mấy đứa cháu lo cho cụ rồi, khỏi cần lo ha. Không có cửa ăn được ta đâu bạn ơi. Mình làm chậm nó lại xong mình lạng vòng vòng như thế này thì nó không có đường nó bắn được mình cả anh em ạ. À. Thiệt luôn, bao khó chịu luôn á. Đỡ làm sao được hả? Rồi. Nghĩa là game này cũng phải kết thúc tại đây rồi á. Thua được đâu anh em ơi. Chạy đâu cho khỏi nắng. Mấy con mày chạy đi đâu cho thoát. Chạy đi đâu cho thoát. Ok, và game này chắc chắn rồi nha anh em. Cũng được. Chắc mình phải chơi thêm tầm 2 trận nữa thì mình mới đánh giá được sức mạnh của cụ Dexter này. Trong trận đầu tiên là nó hên xui quá. Trận thứ hai thì tại vì solo thì được nha. Solo với lại núp núp chơi thì được. Chứ chơi giống mình hồi nãy là thua. Chơi giống mình nãy thua thiệt khác chứ. Tranh thủ thôi. À quên, video này mình cũng phải chúc anh em là một ngày nghỉ nó vui vẻ đồ đúng không? Đó, ok, chúc anh em ngày nghỉ vui vẻ nha. Rồi, ok, map này chơi được nè, map này chơi ổn tí nè. Có ai không? Có bạn nào có tôi ở đây không? Để mình coi mình chạy lại con Lin không nha anh em. Úi trời ơi, chạy bằng con Lin luôn. Chạy nhanh thật á chứ. Đùa sao được đó. Vậy là trận này không có bạn rồi. Mình sẽ không có đi cái đường đó nha anh em. Mình đi đường đó nguy hiểm quá. Đi đường đâu? Mình đi đường khác. Gì vậy? Nào à? Mới vô bắn tôi nhiệt tình quá vậy. Ôi trời ơi, con dê điện. Chắc là muốn gọi con Titan ra sớm đó anh em à. Khả năng cao là vậy á. Có ai có thể đỡ nó không? Đợi cái Dexter ra mày. Tranh thủ giết nó đi anh em ơi, đừng để nó sống. Khả năng cao là nó muốn gọi Titan đấy. Thằng này không giỡn nó được đâu. Mấy thằng gì mình quen lắm rồi. Từ ha, từ ha. Đây đây đây, cụ Dexter giờ tới đây anh em ơi. Anh em ơi, cụ Dexter giờ tới rồi. Lô bạn mát nha. Tôi đây, ủa đâu vậy? What the hell? Mới đây mà. Trời đất ơi, nó đi cái cổng dịch chuyển, con Imogen nó đi mất tiêu rồi. Khó vậy, khó vậy. Cái thằng này nó canh mà nó bắn rồi anh em ơi, không được rồi, chơi vậy nó không đẹp rồi. Ủa sao cái trụ này khi không mà nó cũng trắng nữa ta? Không lẽ có Loki ở đây làm gì có. Ừ, giết được nó rồi. Từ ha. Ôi róc, trời ơi, tao tưởng mày cầm con Titan gì. Hồi mày tới công chuyện mày với tao này chứ ở đó mày giỡn mặt. Mày giỡn mặt với tao là không có kết cục tốt đâu. Chết nè. Sao, sao? Quay đầu về kịp với tôi mà quay đúng không? Không quay đầu về kịp làm sao mà đỡ tôi được. Được rồi, giết hết. Nó tưởng mày giỡn mặt thế nào, hóa ra là sức mạnh chỉ có bao nhiêu đó thôi à.
Đòi giết tao sao? Giỡn mặt nhiều chuyện. Nhiều chuyện hả mày? Nhiều chuyện hả mày? Nhiều chuyện hả? Có một con Dragon thôi mà. Tại sao nguyên một bầy như vậy mà không giết nổi con Dragon hả? Thật là thất vọng quá đi. Thật là đáng tiếc. Thật là đáng tiếc. Đợi anh em ơi, bây giờ mình lao tới ở bên đó là bây giờ nó ngã như ngã rạ luôn nè. Bây giờ chỉ cần mình qua được tới bên bển thôi, nó ngã như ngã rạ luôn cho anh em coi. Cũng hồi máu cũng ghê vết đấy chứ hả? Con lùn này khó chơi quá ta. Trời đất ơi, vậy mà cũng để nó giành được cái trụ nữa. Tao cũng sợ tụi mày thiệt luôn á ta. Giết thằng em đa này trước. Mày là cái nguồn hồi máu chính cho tụi nó gì, đúng không? Đúng không? Trời đất ơi, vậy á. Thủ vậy á. Đúng rồi, cầm mấy con reset thì thằng Curry nó chạy tới đây làm sao thủ nổi. Trời đất ơi, tôi cưỡng làm thế nào. Chết rồi, team này nhiều khi thua nữa đó anh em ạ. Team nó thủ không nổi. Giết mấy cái thằng cấu máu từ từ đằng xa trước đã. Thiệt luôn hả ta? Trận này thua nữa hả? Mấy cha thủ trụ cái gì vậy? Em bay thủ trụ cho đàng hoàng chưa? Mấy thằng nhiều chuyện này. Nhiều chuyện hả? Giỡn với thằng này đó mệt. Khó giết nó lắm anh em ạ. Mấy thằng lưu như thế này khó giết lắm. Tụi mày thủ trụ không có được thì tụi mày nghỉ luôn đây, đừng thủ nữa. Trời ơi à. Thiệt luôn, vô map này cầm reset bắn được cái gì đâu mà bắn không biết nữa. Mình phải mở một cuộc phỏng vấn để hỏi mấy thằng cầm reset nghĩ gì khi mà nó cầm reset vào cái map này á chứ. Không hiểu tại sao và cũng không muốn biết tại sao. Mày nhiều chuyện hả mày? Thiệt luôn hả ta? Trời ơi, cái trận này. Thôi bỏ đi. Thằng Curry nãy giờ mình không có quay về luôn á. Mình không quay về, không có đường nào có thể đỡ nổi nó hết trơn.
Thôi quách quách. Trời ơi. Tính đây dành trụ hả? Đâu có dễ vậy. Tôi biết cái bài của mấy bạn lâu rồi. Curi này mình phải tranh thủ mình giết nó sớm anh em à. Để nó sống một hồi là khổ hết, khổ đủ hết. Tới lúc phải tiễn mày đi rồi. À, ok, cuối cùng win rồi anh em ạ. Trời ơi, thật là khổ sở quá đi mà. Mà cuối cùng thì kết cục thì nó vẫn viên mãn thôi. Lâu thế. Ừ. Ok, vậy là clan của mình đã lên hạng B rồi anh em ơi. Ê, xịn 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 ngay. Ok, nói chung là cũng tinh thần của anh em. Chúc mừng anh em nha. Chúc mừng rất là nhiều anh em. Thôi, bữa nay mình sẽ chơi thêm một trận nữa nha nè. Và trận là trận cuối cùng. Chung thì cũng chưa thành công lắm. Chỉ có trận 1 là nó thành công thôi. Còn mấy trận sau thì nó cùi bắp quá. Rồi, quay lại cái map đầu tiên rồi. Không biết là vận may có mỉm cười với chúng ta hay không đây. Bắt đầu thôi. Có ai bạn bè nào của tôi cầm Dredger qua đây không nè. Mình sẽ bỏ cái trụ này luôn nha anh em. Mình chạy thẳng ra trụ kia luôn. Kia có một đàn Lin đó. Có một con Trader đang ở đây. Quá căng. Quá căng. Mày ngon mày xuống đây cái rồi. Bắn tụi mày té khói luôn á. Chợ đó. Giỡn không. Ôi trời ơi. Hết súng điện rồi. Tới súng này luôn. Hay da. Được rồi, tụi nó thích chơi vậy thì mình cũng chơi với tụi nó thôi. Khá là đông về cái mặt Lin nha, hai ba con Lin luôn. Đây đó nó không cầm cự nổi đâu. Bây giờ mình chờ tụi nó lên đây. Rồi hai thằng rớt luôn, hay quá trời. Hay quá trời, chơi vậy là hay quá rồi. Từ nha. Từ để tôi tiếp bạn. Bạn có vẻ hồi nãy ăn hiếp cụ đét chờ của tôi hả? Bạn cũng cầm súng điện luôn hả? Coi đây. Coi đây. Rồi ok, bắt đầu con đường báo thù của chúng ta. Từ nha nè, mình sẽ đứng mình thủ ở đây luôn nè. Thằng nào nó dám bước qua mình cho nó đi luôn. Đó, mày ngon mày lại đây, mày ngon mày lại đây. Khiên vàng, thay phân hoặc là mát. Được rồi, ta không cần nhìn tới mặt mày đâu, ta dịch chuyển. Tới công chuyện rồi. Rồi, xin luôn cái trụ đây luôn. Hồi máu hộ cái. Reset ở đó cũng hơi căng nha anh em. Một đàn reset nó đang ở đấy đấy. Nhưng mà không sao, cứ từ từ. Ồ, cụ đét giờ này. Nhưng mà cụ làm sao chống nổi lượng sát thương đến từ cháu đây. Cháu mạnh lắm đấy. Cụ đừng có giỡn với cháu. Imuge nè, mày ý mày bay mày tàng hình mày bắn tao hoài hả? Đúng không? Được rồi, mình lo tới cái map kia luôn. Hello. 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 Ồ cảm ơn à. Ờ à, cái trụ này đang trống lỏng. Được được được, tôi thích, tôi thích, tôi thích.
Xin đa tạ, xin đa tạ. Xin đa tạ, xin đa tạ. Trời ơi, gan, 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 gan cùng mình. Trời ơi, cái lét ten của nó kìa. Mày cũng gan cùng mình rồi đó. Đâu rồi? Đây. Để giúp mày một tay. Thích chơi điện như vậy đúng không? Điện nè. Ui, tính ra là mình đi một tí thôi là mất trụ ta. Giỡn hoài vậy? Mấy thằng này quá đáng vậy. Quá đáng vậy. Ừ, giữ trụ lại nha, không để mất trụ nữa nha. Khó chịu rồi đó, tôi mệt mấy ông rồi đó. Để tôi tiễn mấy bạn đi đoạn. Mấy bạn giết cụ đét chi ở của tôi là mấy bạn sai lầm quá trời sai lầm rồi. Sai lầm quá trời rồi. Game này tới đây cũng kết thúc rồi anh em ạ. Một mình có thể chống đối cả đám này luôn rồi. Nói chung là cũng cỡ được gọi con Titan ra rồi đó. Bây giờ thì tụi nó cũng đâu có đường nào đâu mà nó đỡ nổi mấy cái trụ này hả. Chấp mày luôn á, bay ra đó đi. Chấp mày luôn á. Chấp mày luôn. Chấp mày cái trụ đó luôn, cũng không kịp thời gian nữa. Ui trời, chết luôn trời ơi, đồ cùi bắp. Cùi bắp chưa? Sao? Nó thấy mình chạy ra nó không dám ra anh em ạ. Nó ra cái mình bắn cho nó chết queo liền luôn. Được rồi, ok. Rồi. Và video review cụ Dexter ngày hôm nay của mình cũng kết thúc rồi. Chung là nói về cái khiên mà không thể bị phá hủy thì đó chỉ là bóc phét thôi. Rồi, ra tới đoạn này mình phải kết bài lại để cho anh em có cái nhìn tổng quan về cái Dexter này thôi. Mình cũng không có lòng vòng nhiều nữa. Rồi, anh em nhìn vào đây thì mình sẽ nói là điểm mạnh á là độ cơ động khá là cao, độ cơ động và độ bền khá là ổn, lượng khiên thì nó cũng tốt. Nhưng mà về điểm yếu á, chính là vũ khí thì chỉ có hai khe trung bình thôi, khá là yếu. Module á thì nó cũng so sánh ngang quá là robot T4. Nói chung á, con này về cái ưu điểm của nó là có tốc độ này, có độ bền và có cái khiên. Với khiên bảo vệ, tức là con này theo mình đánh giá là mình nghĩ là nó sẽ chơi theo kiểu đó là cấu rỉa từ xa, chứ chơi cận chiến như mình là không ổn đâu, chơi can như mình là không ổn đâu đó. Cái điểm yếu á, duy nhất của nó chính là nó không có điểm phòng thủ, tức là độ bền cao cách mấy nữa thì nó cũng giống như con đi đời được trước. Con đi đời được trước thì nó có khiên, nó có khiên trường lực, nhưng mà con này không, tức là nó giống như là một con mát có khiên nhưng mà nó chạy nhanh anh em ạ. Nó chạy nhanh và hóa lực thì nó kém hơn con mát, tức là con này nó giống như là con mát chạy nhanh vậy đó. Nó kiểu như vậy, tức là nó cũng không quá mạnh đâu, tức là đồ Ultimax như thế này thì sưu tầm cho đẹp thôi, chứ mà sức mạnh thì mình nghĩ là nếu như anh em chơi lụa em chạy thì nó như cấu rỉa từ xa thì mình thấy nó ok, nó cũng ổn đấy chứ đó. Ok rồi, thì video mình tới đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp anh em vào những video sau nha.